Em xin chào quý vị. Xin chào mừng mọi người tiếp tục trở lại với kênh của Nguyên Vũ Audio. Và để ủng hộ thêm cho kênh của bên em thì chúng ta hãy vui lòng đăng ký kênh giúp em. Đấy thì cái thao tác đăng ký kênh của chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ mất có mấy giây thôi và nó không hề mất phí tí nào như quý vị nhé. Hoàn toàn là free, miễn phí. Đấy, và sau khi đăng ký kênh xong chúng ta đăng ký nhận thông báo giúp em, để sau này khi có những cái sản phẩm dạng kiểu như những cái sản phẩm nó ít hàng, nó ít về, như là những cái con dàn chung của Kenwood này, chúng ta sẽ được nhận ngay thông báo về máy nhé. Thì đây là con Kenwood F5 đấy. Hàng này bây giờ nó ít về lắm. Đấy. Có khi cả năm nó về được khoảng 2-3 bộ thôi. Đấy, và rất ít, và khách hàng nhà em mà cái nhu cầu về con F5 thì lại rất nhiều. Đấy. Khách hàng hỏi rất nhiều. Đấy. Hỏi trên website, hỏi trên Facebook, hỏi trên YouTube, rồi hỏi trực tiếp bằng điện thoại rất nhiều. Nhưng thật sự là những cái bộ này về rất ít. Đấy. Có khi cả năm nó chỉ về được khoảng 2-3 bộ. Đấy. Mà từ cái đợt Covid đến bây giờ là đã được khoảng tầm từ đầu năm luôn, đúng không? Từ đầu năm khoảng tầm tháng 3, tháng 4 cho đến bây giờ luôn. Đấy, cho đến bây giờ em mới về được một bộ nữa. Đấy. Nên là những cái bộ này là nó rất là ít nha quý vị nhá. Thì quý vị nào ai đang đặt hàng em cái con này, ai đang hỏi em con này, đấy, thì các anh liên hệ lại ngay cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594585 để đặt hàng quý vị nhá. Đấy. Những bộ này thì tiếng của nó rất ok, đấy, dòng loa 3 đường tiếng, bát khoảng 16 cm, đấy, bát 16, loa 3 đường tiếng, một bát một chung một tép. Tiếng rất là tách bạch và chi tiết. Đấy, mà giá của nó thì cũng rất là vừa phải, nó khoảng tầm đi 4,8-4,9 triệu gì đấy thôi. Đấy, nó không quá đắt đâu. Đấy, nó rất là vừa miếng. Đấy. Như nhiều anh gọi là nó vừa miếng đấy, giá nó hợp lý. Đấy. Thì hôm nay em về được một bộ đây, em sẽ test lên luôn cho quý vị và em báo luôn cho quý vị là hàng đã về nhá. Đấy. Đây là dòng Kenwood F5, đấy, hàng về còn rất đẹp. Đấy. Quý vị nhá, hàng về còn rất đẹp. Còn em cũng xin nói rõ luôn ngay từ đầu video là đây là hàng bãi. Hàng bãi thì nó sẽ phải có một vài vết nọ vết kia vì đây là hàng bãi đã qua sử dụng. Đấy. Thì chắc chắn một điều là gì? Nó có đẹp đến đâu thì đẹp, nó cũng sẽ có một vài vết nọ vết kia một tí. Không thể đẹp như mới được nhá. Vâng. Đấy, quý vị nhìn này. Nhưng con này thì nó rất đẹp rồi. Nhìn một cách tổng thể nhá quý vị nhá. Xét về tổng thể này. Góc cạnh của nó còn ok đúng không? Các vết có thể là có một vài vết nọ vết kia một tí nhưng mà nó không đáng kể. Đấy. Không đáng kể và chúng ta có thể bỏ qua được luôn. Đấy, quý vị nhìn em ạ. Nó rất đẹp nha, góc cạnh còn ok nhá. Hàng bãi nhiều con nó về là như quý vị thấy ở một số clip em quay đấy. Thì có những con nó đã nứt nở rồi là xuất góc xuất cạnh là chuyện bình thường nhá. Nhưng đây con này thì nó còn rất ok. Góc cạnh còn rất ok luôn. Loa bên phải đây. Đấy nhá. Đấy là Kenwood F5 luôn nhá. F5 này. Và dàn về cũng là F5 nhé. Tức là đây là một bộ dàn đồng bộ của nó, nên tiếng của nó thì rất là hay. Này. Đó. Đấy nhá. Bên này thì còn ít các cái bẩn em chưa lau nhé. À. Về cái anh lau nốt giúp em nhé. Em cũng hơi vội em đưa đến luôn. Ở bên cái sườn này em quên chưa lau rồi này. Đâu rồi nhỉ? Đấy, đây nha. Vài giây bằng cái công đoạn rất đơn giản là có một cái tem có một cái chai xịt ship như này. Xịt vào cái khăn này cho nó ẩm ẩm khăn, sau đó là mình lau đi phát này. Đấy, đẹp long lanh luôn quý vị thấy không ạ? Đấy nhá. Không phải làm gì nhiều. Đấy. Đấy, không phải làm gì nhiều. Đấy. Những cái con này nhiều khi mà về khách hàng đến còn hỏi là em ơi cái con này em có con này chắc em bung lại rồi hay sao mà đẹp thế, mà không anh nhé, không nhé, hoàn toàn là tất cả hàng này nó về như thế nào để em sẽ bán đúng như thế và em không được gì phải mang đi đâu cả. Đấy, hàng đẹp thì em báo hàng đẹp, hàng xấu em sẽ báo là hàng xấu. Đấy. Và đương nhiên hàng đẹp sẽ có giá của hàng đẹp và hàng xấu sẽ có giá theo hàng xấu nhé. Đấy. Đây là hàng bãi, nó sẽ như thế, giá của nó sẽ không phải cố định rằng à em ơi anh ơi bộ này là ngần này tiền, nó sẽ là ngần này tiền nhé. Không phải, tùy độ đẹp xấu của từng dàn, tùy theo từng đợt hàng về nó sẽ có những cái sự khác biệt về giá một chút nhé. Đấy. Còn đây bộ này thì quý vị nhìn này, các thớt âm ly này, các cái thớt của nó này còn rất đẹp nhé. Mặt mica này, thớt trên cùng là thớt tuner sao processo này. Ở trên đây mình sẽ có thể chỉnh được các chế độ equalizer này. Đấy. Các chế độ này chỉnh sẵn, chúng ta có thể
nghe theo sở thích của chúng ta nhé. Và bên đây sẽ có các cái chế độ preset EQ này. Đấy, và bên này sẽ có các chế độ preset để tăng cường thêm này. Đấy. Với mỗi chế độ nó sẽ có một hiệu khác nhau nhé. Cái này thì nó sẽ là cái núm vặn tuning nhá, để là dò FM nhá. Đấy. Thì FM của nó ở đây là FM 90 nhá. Nếu mình đấu dây vào đây nó sẽ có tiếng nhá. Còn đây em đặt tay vào đây này, coi như em là căng ten luôn này. Em chỉ đặt tay vào cái chỗ kẹp bằng ten thôi mà nó có tiếng luôn này, quý thấy không? Muốn dò được đài chúng ta phải có dây anten cắm ở đây nhé. Quý vị có thể chế cái dây anten bằng cách là chúng ta đấu một cái dây điện từ đấy ra nhé. Sau đó quấn vào một cái gì đó anten hoặc là mua anten về cắm vào nhé. Đây, anten của nó là anten cắm dây như này nhé. Bỏ tay ra này. Đấy nhá. Đó. Thế là nó có tiếng luôn. Rất đơn giản nhé. Đấy, ở đây là thất CD này, thất CD. Đấy. Thì mình ở đây là CD của nó là 6 khay đĩa nhá. 6 khay đĩa thì mình dùng khay nào thì mình chuyển khay đấy. Nhưng em cũng xin nói luôn là cái CD này là mình nên dùng một khay thôi, không nên dùng nhiều khay quá nhá. Vì con này tận 6 khay thì nhiều khi mình dùng nhiều quá mình còn không biết đĩa mình để ở đâu. Đấy, rất là khó. Và thứ hai là mình để nhiều đĩa quá nhiều khi nó sệ cái cửa đĩa, nó không tốt, vì đây là dù sao thì gì nó cũng đã là hàng dùng lâu năm rồi. Đấy. Mình không nên lạm dụng cái này. Đấy thì ở đây là cái CD này em cũng chưa thử đâu. Giờ em sẽ thử luôn cho quý vị xem nhá. Em test thử luôn cho quý vị xem. Đấy. Đây có cái đĩa Nhật, em sẽ test thử cho quý vị xem nhé. Đấy. Test thêm nhá. Cái này em xin nói luôn em test thêm chứ còn CD này em không bao chạy. Đấy. Nó về nó có như thế nào thì em không quan tâm lắm đâu. Ở đây là em test thêm cho những anh nào quan tâm thôi. Đấy. CD đây, chúng ta chuyển sang CD này. Đó, chuyển sang CD xong thì bấm nó tự chạy luôn. Đấy, bộ chuyển CD ở dưới này nhá. Đấy thì trên này nó sẽ tự chạy. Đấy. Và em vừa cho vào cửa 1 thì nó sẽ là disc 1 này. Đĩa này nó theo cái gì á, thằng Nhật này nó theo cái gì vào đây ấy. Nghe cái như kiểu tiếng gió với lại ba cái tiếng tiếng sóng biển ấy. Đấy nhá. Thì nhìn chung là đĩa vẫn đang chạy nhá. Đấy. Mình muốn dùng đĩa thì ví dụ như là cứ dùng ở cửa 1 thôi chẳng hạn này. Thì ấn cổng 1 này. Đấy, nó sẽ tự chạy. Hình như là thế. Con này em không tiếp xúc nhiều lắm đâu nên em cũng không, vì em cơ hội em làm nó rất là ít. Có khi em chỉ về được khoảng 2 hôm thì nó lại đi rồi nên là em không nhớ chính xác cách sử dụng, nhưng ở đây em đang mày mò này. Đấy. Thì có thể quý vị về dùng theo cái cách em đang mày mò ở đây nhá. Đấy, muốn ra đĩa này thì ấn ra đĩa ở đây này. Thì nó sẽ ra này. Đấy. Đấy, ví dụ như muốn sang đĩa 3 chẳng hạn này thì ấn 3 này. Đấy, ấn 3 thì xem nào. Ba nó đang không có đĩa. Đấy. Ấn số 3 này, nó sẽ chuyển sang 3 gì đấy. Đấy. Ấn sang 5 chẳng hạn này. Đấy. Ấn sang 3 chẳng hạn này. Ấn 3 xong nó bật này. À. Đây muốn ra cái cửa đĩa nào thì muốn ra cái đĩa nào phải ấn số của nó sau đó nó bật luôn. À, thì nó sẽ ra. À, ok. À, 1 này. Ấn 1 này. Ấn ra cửa đĩa này thì nó sẽ ra 1 này. Ấn cho đĩa vào này. Đấy. Thì bây giờ em mới gọi là nghịch được nó tí này. Đấy thì các anh xem theo cái clip em đang nghịch ở đây nhá thì là các anh về các anh xem đĩa như nào nhá. Đấy. Đĩa xịn phát là đọc luôn này.
chuyển sang đĩa khác này, đĩa ba này. Nó không có đĩa thì nó lại không chạy. Ấn đĩa, ấn một thử xem nhé. Đấy, có đĩa nó nháy nháy lại chạy này, tức là báo đây là báo có đĩa. Đấy, chắc thế. Đấy, xem nhé. Đấy, mình nghiên cứu thử xem như nào nhé. Ba này, cửa ba ra đi. Rồi, cửa ba này, cho đĩa vào này. Đấy, xem có đúng như dự đoán không nhé. À, đúng luôn. Đấy, tức là cửa nào nó có đĩa nó sẽ báo đèn ở đây. Và mình sẽ bấm một lần nữa play ở đây để cho nó chạy. Hoặc là bấm thẳng ở đây một lần nữa. Sẽ bấm vào đây đi. Đấy. Đấy nhá. Nhìn chung là con này thì là nó vẫn đang chạy nhá. Đấy thì các anh về kênh mày mò thêm nhá. Mày mò thêm nha em. Đấy, cái đĩa này thì em test thêm thôi. Không quan tâm đĩa lắm đâu, bởi vì là bây giờ là khách hàng nhà em là đến 99% là các anh về là chỉ cần cắm điện thoại máy tính vào cái con này để nghe nhạc thôi, chứ còn CD các anh thì cũng nhạt quá rồi, các anh nhàm quá rồi, anh không mấy khi chơi. Không mấy khi chơi CD. Đấy. Đây nha. Đây ok, thì đấy là đường CD em thử ok rồi này. Ở dưới đây là âm ly này. Đấy. Dưới cùng cassette thì thôi, cái này coi như là về nó có thì tặng kèm cho quý vị thôi. Ở đâu là mọi người về tự test cassette nhá. Em lâu lắm không chơi cassette đấy. Cái này về có nhu cầu thì chúng ta tự test nhá. Này còn sao có cái gì thì tự mang đi cho các anh thợ, nếu cần cassette thì mang đi các anh dọn thêm cho nhá. Đấy. Ok. Thì bây giờ em sẽ test cho quý vị một đoạn chất âm của con này qua cái đường AUX nhá. Đây, chúng ta muốn cắm đường AUX này. Đấy. Cái clip này sẽ hơi dài một tí, bởi vì cái những con này em phải nói kỹ nữa. Đây. Đây. Đằng sau nhá. Quý vị đã nhìn đằng sau này. Hàng đẹp này. Đấy. Con này em xin nói rõ là em chỉ bao công suất để cắm điện thoại máy tính nhá, còn đâu CD em test thêm. Đấy. Em chỉ bao cái chức năng công suất máy tính về cắm điện thoại máy tính thôi. Đấy. Còn mấy cái kia các anh tự về tìm hiểu nhé. Bây giờ hầu như được cắm điện thoại là chính thôi. Đó. Thì thớt âm ly đâu nhỉ? Thớt âm ly là thớt thứ 3 đây rồi. Thớt thứ 3 đối từ trên xuống. Đó. Công suất của nó 100W. Và đây đường dây ra loa nhé. Kẹp bằng đường dạng kẹp nhé. Đường dạng kẹp. Đó. Thì mình muốn cắm đường cho điện thoại này thì chúng ta sẽ cắm vào đường MDAUX ở trước mặt ở đằng sau đây, ở trong cái thớt này. Đấy, sau đó MDAUX thì sau đó mình chuyển ở đây. Đấy, chuyển ở đây. Ấn có chữ MDAUX thì ấn MDAUX phát là nó nhận thôi. Đấy. Đấy. Cái tiếng này nghe hơi kỳ nhỉ. Đây. Thì có thể là ở cái chế độ này này, các chế độ nghe nhạc ở đây. Đây nó đang ở chế độ Hit Master. Đấy. Thì nó nghe kiểu dạng như này. Thì nhiều bác là để ở chế độ này xong bảo là em ơi cái loa nó bị làm sao ấy, không phải đâu. Chúng ta chuyển thử chưa. Đấy, nó khác ngay này. Đấy, có thấy không ạ? Mỗi chế độ nó sẽ ra một cái hiệu ứng âm thanh khác nhau nhá. Đấy, các anh lưu ý nhá. Đấy. Đấy. Và cẩn thận thêm các cái đầu dây nữa nhá. Đấy. Đấy. Cắm nó không chắc cũng sẽ bị nhá. Đấy. Đây. Hit Master đấy, từ xưa này nó luôn 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 nó theo kiểu như, hơi kỳ, nó hơi hơi kiểu âm như này, nó kiểu nó từ đâu đó vọng lại vậy. Đấy, còn chế độ khác này, à để nào nó khác đây, đấy, preset EQ này, bốp này, nó khác này, chế độ rock nó lại khác này, đấy, chế độ ra nó khác này, cứ nhìn cái biểu đồ EQ không, nó khác nhau nhá, đây.
Classical nó khác này. Đấy, và Equiop nó khác này. Bob này thì nó sẽ nâng bass lên này. Hơi nâng một tải chép này một tí xíu này. Còn nếu rock này, nâng rất nhiều bass và rất nhiều chép lên. Đấy. Chế độ dry thì nó sẽ hơi giảm bass và nâng chép lên này. Đấy, chế độ classic thì nó hơi hạ trung xuống này. Đấy, quý vị thấy không ạ? Mỗi chế độ nó sẽ có một cái chế độ hay, một cái nét hay riêng nhá. Tương tự như pre-sensor cũng thế này. Đấy, quý vị thấy không ạ? Ai thích nghe ít bass và nhiều chép thì để chế độ dry clap này nhá. Đấy, rất là hay. Đó nhá. Đấy, muốn chuyển sang MDX thì ấn ở đây nhá. Ví dụ đang có các chế độ khác này. Đấy. Thì mình chuyển sang MDX chuyển ở đây. À sang, ok chưa? Đơn giản không? Đấy nhá, thì đây chế độ này sẽ là chế độ mà em bán chủ yếu cho quý vị này. Chúng ta sẽ cắm điện thoại vào đây về ngay nhá. Con này bass nó rất là chắc và cái tiếng chép nó rất là bay nhé. Nó tơi. Kích thước của bộ dàn đây là cái lớp F5 này nhá. Chiều ngang này, đôi này. 4 này. 6 này. Khoảng tầm 70 cm. Nếu mình đặt ngang, nếu theo chiều ngang này, chiều sâu này. Em đang đo găng tay thì có thể nó hơi áng áng thôi nhá. Đôi này 30 này. 30 này. Chiều cao này. Đôi này 4 này. Đấy. Khoảng 44, 45 nhá. Đó. Chiều ngang của thớt là đường đôi khoảng 27. Đó, 27cm nhá. Bát đây. Hết cái bên ngoài nó khoảng 18. Đấy, nếu như đo bằng trong thì chắc nó sẽ khoảng 14, 16 nhá. Ok chưa? Loa ba đường tiếng nha, một bát, một chung, một tép này. Đấy. Ok. Thì con này giá của nó là con hàng dáng rất là đẹp nhá. Đấy thì con này thì nó về tận test. Thì bình thường ra những con này là khoảng tầm 4 triệu 9 5 triệu. Đấy thì thôi em sẽ bán con này với giá là đi thôi nhá, bộ này thì nó về cũng ốp tết thì em cũng share lọc cho anh em một chút xíu nhá, để share lọc cho quý vị một chút xíu. Thì con này đáng ý là 4.9 triệu thôi, em bớt cho quý vị thêm một tí. Thì là em bán con này với giá là bán con này bán vui vui bộ này thôi nhá, em bán chơi chơi vui bộ này thôi, còn đâu là sau này thì có thể là sẽ lên 4.9 triệu 5.2 triệu nhá, là chuyện rất là bình thường nhá. 4.500 triệu nhá, để bác nào mua thì liên hệ cho bên em. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 0979 89 1682 giúp em nhé. Vâng, đấy em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video theo của bên em. Và nhớ là hãy đăng ký kênh ủng hộ thêm cho Nguyên Vũ Audio. Vâng, xin chào mọi người.